Vì vỏ Chương 5 Hai hôm nay mưa phùn không ngớt Mây trời cứ sám ngắt Nên phố Hạ Lý càng vắng càng buồn Những chõng và những ghế của sáu Bảy hàng nước ở vỉa hè xếp đốc cả lại Nhường chỗ cho tụi trẻ con bán phá xa Bán bánh ế cho những phu xe nghiện ngập nhỡ tầm thuê xe và mấy gã chuyên nghề ma cô và bảo vệ con em của các nhà chứa tụ họp giờ bất đố mười ra sát phạt nhau tụi khách ở các siệng lên và nghỉ việc ở sáu kho về cũng cờ bạc nhưng không bệ rạc quá như bọn trên kia bọn y tụng năm tụng ba trong những hàng vừa bán cà phê phở bánh trái vừa bán cá mặn mắm muối gạo củi vừa có cả thợ may thầy lang thầy tướng số lớn bé để chúi mũi vào những quân bài đỏ những màu gỗ bóng nhẫy và vẻ mặt đều bừng bừng. Khác hẳn những kẻ qua đường bước rất gấp, nhăn mặt nhổ bọt luôn. Vì gió rác thổi mạnh tạt vào mũi họ những mùi tanh tởm của rác bẩn chất thành đống ở các khoảng đất hoang, ở các cống rãnh ứ bùn trộn lẫn với mùi hôi hám của suốt hai dãy nhà chật hẹp nhớp nháp đưa ra mà dân phố đã quen rồi. Hơn nữa, vì họ sợ cái sinh hoạt tối tăm ở phố mãi dâm này bính nhân lúc vắng khách vào buồng riêng nằm cho đỡ mệt đã hai tháng sau khi ở nhà lục xì ra bính được mụ tài xế cấu nhận đem về nuôi mụ đã bảy mụ đã có bảy con em bính là thứ tám người ta gọi bính là tám bính cái tên kép không thể nào không có được của gái giang hồ mới có hai tháng thôi mà bính coi dài bằng hai năm các nỗi đau đớn trong lòng bính mỗi ngày một nhiều người bính mỗi ngày một héo hắt ốm yếu thêm bính không thể tiếp khách được nữa khốn nạn khách có ra hồn khách người nhiều tiền thì đã đi cô đầu nhảy người nhiều tiền thì đã đi cô đầu gái nhảy nên chỉ có rặt những lưu manh thất nghiệp bê ta rừng mỡ hay may mắn lắm ông bồi bác bếp bác tài bác ép là vào chỗ này được vài ba hào của họ thật mướt mồ hôi chán có khi xong xuôi đâu đấy họ còn kéo dài giờ ra bằng những câu chuyện đều cáng, xen vào những cái cấu véo cháy cả đùi non họ hành hạ đủ thứ cho đáng món tiền mà họ vất vả và đủ mánh lới xoay giờ mới kiếm được và họ lấy làm sướng mắt trước sự rã rời nhục nhã của người nhận tiền mà họ cho rằng chẳng còn biết những gì nữa trong bọn con em của mộ tài xế cấu, tám bính thường được họ thưởng thêm vài hào vì bính đẹp, ngoan ngoãn, lặng lặng hàng giờ như súc gỗ dưới những thân thể nặng gần bằng súc gỗ, chịu đựng mọi sự dày vò, hành hạ. Nghĩ đến đây tám bính rùng mình, đưa cặp mắt ám khói, trông gian buồng chật thẹp, ngăn cách buồng bên bằng những ván gỗ ghép, liền đã mục nát và nhớ nhớp những vệt quết trầu như máu đọng có một chiếc mảnh sơn trăng chịt mạng nhện ở lối ra vào và một ngọn đèn vách lù mù vì thông phong chẳng bao giờ trong sáng ở góc tường. Gian buồng tối tắm đó với tấm phản thấp lè tè sực mùi gỗ mọt và mùi chăn gối. Màn chiếu hôi hám ấy sẽ ám ảnh mãi đời các gái giang hồ. Và tất cả những đồ vật không hề thay đổi dù cũ nát, chừng nào trong những gian buồng nọ, như có một sức mạnh lôi giữ người làm đĩ, không cho trở về sự sống sáng sủa nữa. Nó làm u ám tâm trí người ta. Và khi cái tươi sáng bình tĩnh của tinh thần đã mất, thì người ta còn đâu ý muốn vượt mình lên. Bính đau xót úp mặt xuống cái gối bông vuông. Gương mặt bính trong bóng tối lẫn với mảnh vải hoen ố mồ hôi vàng. Bính thờ lư khư. Phải, bính mệt và ốm lắm rồi dưới cái làn không khí bao giờ cũng nặng nề khi đất ẩm ướt và chăn chiếu bần thiểu. Không yếu đau là một sự lạ chưa từng thấy. Huống chi, Bính lại lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày, và ăn uống kham khổ hết sức. Bữa nào không vài miếng đậu phụ om đĩa rau muống luộc, thì lại cá vụn kho, dưa muối sổi, cà rầm tương. Hỏi còn sức nào để treo theo lòng ham muốn vô chừng của khách mua vui. Mãi đến hôm kia, sau 60 đêm ròng rã ít khi chợp mắt, Bính chẳng còn thể ăn uống gì được. Người lúc nào cũng hâm hấp như sốt và gây rộc hẳn đi. Thấy Bính thế, bật đắc dĩ, mụ tài xế cấu phải cho Bính nghỉ ngơi dăm ba buổi. Xong đêm qua, Bính còn phải thức đến 3 giờ đêm để tiếp chuyện với một ông cai xe cho ông khỏi Phật lòng. Vì xưa nay ông vẫn lui tới nhà này và có tiếng là sộp hơn cả bính tê mê chua xót rồi chợp mắt thiêu thiêu ngủ tâm trí bính lạc vào một cảnh mộng rất khủng khiếp một hôm bính ho ra máu cách ít lâu thuốc thang không có bính kiệt quá rồi chết bính cũng nằm trong gian buồng này dưới ánh sáng ngọn đèn vách lù mù và cái không khí hôi hám này cũng gối đầu lên trên cái gối vàng mồ hôi và cũng không ai ngồi bên mình hết Mụ tài xế cấu bò bánh đi Không đà động gì đến việc ma chay Mỗi ngày thay một rửa ra Mãi khi bốc hơi thối và nhung nhúc rồi bọ Hàng xóm mới biết Người ta thuê vài người phu chợ Đùm bính trong chiếc chăn cũ Rồi đem đi chôn Tấm áo quan bằng gỗ mỏng Đu đi đu lại Cọ vào chiếc thừng treo lùng lẳng ở đầu đòn ống Làm thành những tiếng kéo kẹt Thay cho tiếng khóc viếng bây giờ bố mẹ Bính đang tiếu tít đong bán ở nhà quê. Hai em Bính và đứa con thơ thản nhiên không ai biết. Còn người chồng bội bạc kia thì đương vui thú với ai, chẳng còn bận nghĩ tới người vợ đọa đầy. Cái chết của Bính thật giống như cái chết của hạng người ăn mày khốn cùng không thân thích chết đường chết chợ. Bỗng, qua khe ván, gió rát lùa vào buồng, đánh tan giấc mộng. Bính mở choàng mắt ướt đầm, Bính trở lại với sự hiện tại Nhưng nó chẳng kém vẻ thảm khốc Trái lại Càng làm Bính đau đớn ghê sợ hơn Bính cực lòng khóc nức nở Bính chán nản vô cùng Bính hết hy vọng Hết cả mọi hy vọng Rực nhớ đến chai dấm mua ban sáng Để chế nước mắm chấm rau dần Bính bưng mặt Ngẫm nghĩ Đoạn lắc đầu nức nở khóc vừa mon men lại đằng mặt hòm gần cuối giường. Lục công húc viện hôm qua, người cai xe hút bỏ lại trên bàn đèn. Chợt, mảnh mảnh vén lên, hai liên bước vào, cười gọi bính. Chị tám bính làm gì đấy? Buồn định tìm thuốc để hút phải không? Tốt, em tiêm cho nhé. Bính hốt hoàng, quay lại, tay hất phải cái chục đèn trao dầu lạc, đổ vũng cả mặt hòm. Hai liên vội treo lên giường, kéo bính vào lòng hỏi kia sao mà mặt chị nhợt nhạt thế kia bính rũ người ra không đáp hai liên hỏi dồn hai chị cảm đấy chết thế mà không khói định vớ vẩn tìm cái gì ở cái bàn đèn ấy bính càng nức nở rồi bật nói lên em chỉ muốn chết thôi chỉ muốn chết à bính mím môi lại nhìn liên nấc mãi lên hai liên ái ngại ngắm nét mặt buồn rầu xanh xám của tám bính và cái thân hình gầy rạc ti ngực lép tay chân khẳng khiu thì nghĩ ra ngay được nguyên nhân đồng thời cả một quãng đoạn trường chưa sót mà liên đã trải qua hiện ra rất rõ trong trí nhớ liên hai liên chạy lòng nhẹ vuốt mái tóc bính em thương chị quá bính thổn thức em biết lắm trong nhà này chỉ có chị là thương em còn ai cũng ghen ghét em Xúi dục mụ tài xế cấu Bắt em ngày đêm tiếp khách Họ coi em là một kẻ đã cướp mất miếng ăn Manh áo sự sung sướng của họ Mà nào em có thế Và có bao giờ muốn thế đâu Dứt lời Bính gục chằm mặt xuống đùi hai liên Nước mắt nóng đẫm cả một mảng quần hai liên Hai liên nắm chặt lấy tay bính ủ vào ngực khẽ nói Đàn bà với nhau đấy bính nuốt ứng ực sự nghẹn ngào. Mà sao, cùng trong cảnh khổ, lại chỉ trực ăn thịt lẫn nhau? Hai liên lắc đầu, giọng nói lại cao hơn. Thôi, chị nghĩ đến những điều ấy làm gì cho nẫu ruột. Đừng buồn nữa chị ạ. À. Chị mà tự tử, chỉ thiệt thân thôi. Bố mẹ, anh em ai biết đấy là đâu? Mô mà mình, ai thăm viếng? Chị nên gắng gượng ăn uống cho lại người. Rồi năm bảy tháng, một năm quen dần đi Cái cảnh bán chôn nuôi miệng này Sẽ không đến nỗi khó chịu lắm đâu Bính xanh mắt Quen được cơ à Chị Hai liên cười nhạt Hẳn chứ lại Nếu không sao có người ở đời Dứt câu ấy Hai liên thẫn thờ Nâng cầm bính lên Vậy em đố chị năm nay em bao nhiêu tuổi Và đã ở đây bao nhiêu lâu Chị ngoài 30 là cùng Còn ở đây bao nhiêu lâu thì em xin chịu Hai Liên lại mỉm cười Bà chị tôi muốn tôi già như thế ư Tôi chỉ hơn chị có 4 tuổi Mà chị năm nay mươi phải không Hai Liên mặc bính trưng trưng nhìn mình Thong thả nói tiếp Đấy chị xem Em khổ biết là chừng nào Có lẽ hơn chị nhiều lắm Nhưng em vẫn cố gắng chịu Mới có ba năm thôi Em xa vào chốn này Mà em già hẳn đi Trước kia em cũng đã có fan định tự tử Vì nhục nhã quá Xong khi nghĩ đời mình Cái nghề này có gì là xấu Mình cũng phải vã mồ hôi Rơi nước mắt để kiếm miếng ăn cơ mà Hai liên ngừng lại một giây Chấm những giọt nước mắt ứa ra ròng ròng xuống gò má Và lại Thiên hạ còn chán vạn người cơ cực điêu đứng hơn ta Họ vẫn còn mong có ngày mở mai mở mặt. Ta được như thế này cũng chưa đến nỗi nào vậy. Ta không được hủy cái thân ta đi. Hải Liên muốn nói nữa thì bính hồn hển ngắt lời. Nhưng cứ ở đây cho đến ngày trọn đời sao? hai Liên ái ngại, cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi bảo bính. Chị muốn rời bỏ chỗ này lắm phải không? Thôi được, chị chịu khó nấn ít lâu nữa để em thuốc thang cho khi nào thật khỏe mạnh em sẽ đánh mối giúp chị một người có thể xé giấy lấy chị hoặc em sẽ giúp chị số tiền để chị tự xé giấy mà ra khỏi cái nơi sầu khổ nhục nhã này bính ứa nước mắt run rầy hỏi hai liên nhưng sao chị không xé giấy cho chị hai liên cười nhạt đáp em không cần ở đây quen rồi chị thích ở đây phải chị ạ à. Bính ngạc nhiên hết sức Không hiểu Liên có thực tình giúp mình Hay chỉ nói lấy lòng nhau trong chốc lát Vì có đời nào một người đàn bà Lại chịu mãi được cái cảnh bám chôn nuôi miệng này Ý nghĩ ngờ vực ấy Lộ hẳn trên nét mặt Bính Liên cảm thấy ngay Liền bảo Bính Em không lừa dối chị đâu Tuy em thường khán bộp cho mọi người để lấy tiền Chị tính Một người hiền lành nhu mì Lại cũng là đàn bà chung một số phận khốn nạn với em Em làm thế sao đang tâm Bính vội hỏi Nhưng tiền nào mà chị sẵn thế Và chị không muốn xa lánh nơi này để lấy chồng Rồi sinh nở mà nhờ chồng con sao Nỗi đau đớn cay đắng bất tuyệt vì câu hỏi chất phác ấy Phút chốc bừng cả lên trong lòng hai liên Liên bùi ngồi trong bính Đôi mắt càng long lanh Em chỉ nhờ thiên hạ thôi Mãi được ư hẳn chứ cho đến khi hai tay buông xuôi bính toan hỏi hai liên đã nói luôn em chẳng cần gì con cái cả vì như em còn hòng gì sinh nở được nữa chồng con hễ ai có tiền bước vào nhà này là chồng em chỉ yêu tiền yêu người có tiền thôi em sống là sống được ngày nào hay ngày ấy đâu như chị đã có một đứa con trai Tuy chị phải xa nó và chị lại còn có thể sinh nở, còn có thể có cái sung sướng với cảnh sum họp, bầu bạn chồng con. Hai Liên và Tám Bính đều im lặng, mỗi người một cảm giác tê mê và đau xót. Hai Liên tuyệt vọng, nhìn thấy tất cả mọi thứ trống trải căn cỗi của đời mình. Trái lại, Tám Bính lại hy vọng. May ra Bính sẽ thoát cảnh này và trở về với con làm ăn sum họp bàn tay bính nóng ran lên giữa bàn tay hai liên giá ngắt run bẩn bật bính ngây ngất trong lòng hai mắt bính trói rực dưới cặp mắt hai liên lờ đờ như theo tìm một ngày tươi sáng đã qua chú thích xé giấy có nghĩa là tờ giấy này có tên tuổi quê quán và cả hình ảnh cả điểm chỉ của người đi làm đĩ giấy đó có hai bản sao một ở sở cầm chính một ở tay chủ chứa Ai muốn lấy người đàn bà nào đó phải đưa tiền cho chủ chứa để họ rút bản sao trong tay họ và dẫn lên cẩm rút bản sao ở sở cẩm ra. Hết chương 5